Rồi, em Thắng xin kính chào các bà con cô bác ha. Thì lời nói đầu tiên cho em Thắng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em Thắng trong thời gian vừa qua. Thì ngày hôm nay em đi bãi thì có một ít đồ thôi anh em. Chung là hàng hóa bây giờ rất là hiếm rồi, thì có cái nào thì em bán cái đó. Thì anh em mình xem có cái sản phẩm nào đó phù hợp với mình thì mọi người có thể liên hệ em qua số điện thoại hoặc Zalo của em. Số điện thoại và Zalo của em là 0966 924 801 nha mọi người. Và cái số này thì em Thắng có để dưới cái phần mô tả cũng như là cái phần tiêu đề. Rồi thì đầu tiên thì em Thắng giới thiệu cho mọi người là những chiếc cặp của Somat. Đó, con này là cặp cẩu ba chân của thương hiệu Somat nha anh em. Thì hiện tại là em có 6 con. Đó, có 6 chiếc ha, và 6 chiếc này thì tình trạng của mình là nó giống nhau hết. Nó còn khá là mới. Tuy nhiên đi bãi thì nó cũng có những cái vết tróc sơn rồi sơ thôi nha anh em, chứ còn khá là mới nha. Đó, anh em mình thấy hình thức này. Của hãng Somat này thì cái thương hiệu hàng nội địa Nhật rất là nổi tiếng rồi. No 150. Phiên bản giới hạn, và cẩu này của mình là size là 150 mm ha. 150 mm. Thì tổng trọng lượng của con này nó cũng nặng tới là 1,7 kg lần nha anh em, rất là nặng nha, 1,7 kg, rất là dài, nặng và dài nữa. Đó. Thì anh em mình xem cái phần xương của mình này. Phần xương cái cạnh này thì của mình nó tầm khoảng là 13 ly đó. Đây 150 thì cái phần kẹp ra là được 15 cm nha anh em. Đó, anh em mình đo như thế nào là 20 này, nhưng mà tính những cái phần này hai cái tán này nữa thì nó còn 15 ha. Thì anh em mình kẹp những cái vật là 15 là ok này. Đó, đây là hình thức cái chi tiết bên cái khung bên trong. Còn từ cái tâm này ra tâm này thì nó tầm khoảng là 10 cm. Đó, tầm khoảng là 10 cm ha. Thì nó trong ngoài nó kẹp được 3 cháu, nên là anh em mình thấy nó rất là tiện tiện cho anh em mình xài làm nghề đồ này nào ha. Đó, thì hiện tại thì giá của mình á, thì mọi người cứ chốt số lượng ha. Thì một con như thế này là 400.000. Mã số của mình là cẩu Somat nha. Cẩu Somat, để em ghi cái giá cho mọi người. Rồi giá của mình là 400.000 một chiếc, và anh em mình chuyển khoản thì em bao ship cho mọi người luôn ha. Tại vì nó rất là nặng nha anh em. Một con như thế nào là 1,7 kg, gần 1,8 kg, hai con là nó nặng 3,5 kg á. 3,5 kg thì cái phí vận chuyển mọi người biết là nó rất là cao. Đó. Cẩu Somat 400.000 một con. Đó. Rồi tiếp theo thì em có một cây bào. Cái bào gỗ cái này cũng còn khá đẹp nha. À, của thằng Rastori, Rustari gì nè ha. Thì thân của mình này anh thấy là bằng nhựa cứng rất là đẹp nha anh em. Đó. Đây thì bên trong nó sẽ có một cái phần gọi là một cái lưỡi dao này. Lưỡi dao xe cua, và cùng đây một cái lưỡi bào anh em, một lưỡi bào xe cua. Thì tình trạng của mình thì nó chưa có xài, nhưng mà để lâu ngày thì nó cũng ấm ấm ha, chưa có xài đó anh em. Đó, lưỡi chưa xài ấm thì anh em mình có thể mình thế và mình xài. Đó, một cái lưỡi bào, cùng với đó là một cái cây lục giác. Cây lục giác này để anh em mình mở mình thay lưỡi ha, để mở mình thay lưỡi. Đó. Đây. Cái này ha. Đó. Đây lưỡi rất là bén nha anh em, lưỡi ở trên này thì nó còn nguyên zin này, nó nhâm sồ à. Ha. Phần cái này thì nó làm bằng inox ha. Thì con bào này nó có kích thước tổng chiều dài mình đo được là 26 cm. Phần bản này của mình là được 7 cm, và phần lưỡi này của mình thì nó được là tầm khoảng là 55 ly, 55 mm ha. Đó. Còn đẹp nha anh em, nói chung là nó còn khá là đẹp, không bị ha. Rồi thì anh em là mình thích cái con bào này, mọi người mình chốt giúp em. Rồi mã số của mình là D1 ha, con này giá 320. Tiếp theo D2 thì em có một cái thước thủy nè. Cái thước thủy này nó còn khá là đẹp nha anh em. Nó đến từ thương hiệu là hãng Marvel, Marvel Level ha, một thước Level của thương hiệu hãng Marvel. Tình trạng con này thì nó còn khá là đẹp. Dòng này là cái dòng cao cấp nha anh em, High Quality là cái dòng chất lượng cao. Nó sẽ có 3 mực ống thủy 45 độ, 90 độ và như thế này ha, một đứng một nằm và một cái 45 độ. Thân làm bằng hiệp kim nhôm. Anh em mình thấy ngoại hình nó cũng còn khá là đẹp. Hàng bãi ha, nó có vài cái vết cắn nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì nhiều. Thụp kim nhôm ha, và cây thước thủy này nó có tổng chiều dài mình đo được là 38 cm nha anh em, chiều dài mình đo được là 38 cm. Vì cái bản này của mình đo được là 25 ly. Đó, 25 ly ha, cái thước khá là đẹp của Marvel ha. Và cái dòng mà là dòng chất lượng cao nha anh em, dòng chất lượng cao. Con này mã số của mình là D2. Rồi D2 cái thước thủy này em để giá là 180.000 ha. Mã số là D2.
theo D3. D3 thì em có một cây búa chống nảy nha anh em, cái này nó còn khá là đẹp luôn và bự. Dòng này là giống như dòng của châu Âu á, Snowblade này ha, Snowblade Hammer đó. Búa chống nảy này anh em mình thấy bên trong là nó có những cái tiếng giống như là tiếng cát vậy ha, đó, búa chống nảy. Đó, phần này nó là bằng cao su. Đó. Còn rất là đẹp nha anh em, phần 7 nó có vài cái vết cắn nhẹ thôi. Là anh em mình dùng mình làm máy rồi này nọ thì ngon lành. Đây phần cán. Đây, phần cán ha. Rất là đẹp. Thì con này nó nặng tới là 900 g anh em. Con này nó nặng tới 900 g là tổng chiều dài của cây búa chống nảy này thì nó dài được là 32 cm. Đường kính đầu đóng búa của mình á thì được là 5 cm ha. Và mã số cho cây búa này là D3. Rồi D3 con này giá 230.000 ha. Mã số D3 giá 230.000. Theo D4. D4 thì có một chiếc sẵn thép không rỉ. Con này thì nó cũng khá đẹp nha anh em. Đó. Khá đồng rỉ, thép không rỉ ha. Đó, anh em mình thấy này. Về ngoại hình. Đó. Mặt trước mặt sau. Đây. Chui của mình nó có một cái chui để anh em mình vác mình treo lên ha. Và tổng chiều dài của chiếc sẵn này thì nó dài được là 30 cm. Phần bản ngang này thì mình đo được là 85 ly luôn ha, khá là bự. Và cái sẵn thép không rỉ này mã số của mình là D4 ha. À, rồi D4 con này giá của mình là 110.000 ha. D4 110.000. Tiếp theo D5. D5 thì em có một cái bộ đục mỹ nghệ của Nhật ha, Japan. À, thì về cái hình thức thì cái hộp mình nó có bị trài trài thôi chứ còn khá là ngon ha. Và cái bộ này thì sản xuất 100% tại Nhật, Made in Japan. Đó, đúng không? Made in Japan. Đây, mình sẽ mở cái này ra ha. Đó. Thì bên cái trên phần đục của mình thì nó cũng có chữ Japan trên luôn nha anh em. Đầu tiên của mình là một đây, anh em mình thấy không? Ngoại hình thì nó còn khá là mới nha, do để lâu ngày thì nó cũng có lên những cái vết đen đen thôi. Một cây. Rồi cây thứ hai. À, thẳng. À, hai cây ha. Rồi cái thứ ba, một cái bộ đục mỹ nghệ còn khá là mới nha. Cái bộ này em nghĩ chưa xài vô đi bãi rồi thôi, chứ còn lưỡi rồi còn nguyên zin hết. Bốn cây ha, và tất cả đều có chữ Japan nha anh em, đều có chữ Japan trên cái phần thang hết ha. Một cái bộ đục hàng mỹ nghệ chuẩn nội địa ha. Rồi cái cuối cùng, cái thứ năm, thì nó có 5 cây chi tiết như mọi người đã thấy rồi. Thì tổng chiều dài của mỗi cây á, thì nó dài tầm khoảng là 16 cm nha. Tầm khoảng là 16 cm. Rồi sẽ nên là thích cái bộ đục mỹ nghệ này ha, hàng nội địa Nhật luôn nha, hàng nội địa Nhật. Thì mọi người chơi giúp em mã số là D5. Rồi D5 bộ này em để giá là 180.000 nha anh em. D5 180.000. Theo D6. D6 thì em có một cây vít. Cây vít này thì người ta có để một cái móc khóa treo này. Thì em để luôn cho mọi người, nhiều khi về mọi người treo vét để mà treo. Đó, này thì ha, cái sợi size này tôi có thể kéo dẫn ra được luôn á. Thì con này nó còn khá là đẹp nha, của hãng Vercel và thương hiệu của mình là thương hiệu Vercel này, loại hồ lô. Đó, cán mà anh em thấy cũng rất là đẹp, không có bị gì hết ha. Đây. Dòng này là cái dòng Vercel 220F trên này. Free, đó, nói chung là đầu mũi nó còn mới tinh nha anh em. Đó, đầu mũi nó còn mới tinh nè. BH2. Và tổng chiều dài của cái tô vít này thì nó dài được là 20 cm nha. Đây, tổng chiều dài được là 20 cm. Rồi mã số cho cây Tuvix BH2 này là D6 nha. Rồi D6 con này em để giá là 100.000. Mã số là D6. Tiếp theo mã số D7. D7 thì em có một cây vít nữa. Cái vít này thì nó có thể mình đảo chiều hai đầu. Tình trạng của mình thì nó còn đẹp nha. Đây. Đây là hình thức cái phần tay cầm của mình. Đó. Đây, còn khá là tươi nha anh em. Khá là tươi. Đây đầu vít của mình thì nó sẽ có hai đầu nha. Một đầu âm và một đầu dương. Đó, của thương hiệu là hãng Anet nha anh em. Đây. Thương hiệu hãng Anet Japan nha. Đó, của Anet Japan. Thì đầu vít dương của mình này thì anh em mình thấy nó có những cái cạnh này, ba cái giống như cái bậc thang ha. Ba cái bậc thang. Thì ba cái bậc thang này tương ứng với lại ba cái đầu ốc. Mọi người cũng thấy trên cái thang nó để này. Thì anh em mình có thể mình mở được ốc BH1, BH2, BH3 và đầu vít bên này là đầu vít -6 của thương hiệu Anet Japan ha.
đây anh em mình xỏ và mình xài. À, thì cái này đứng thế là nó dùng được hai đầu, và tổng chiều dài của con vít này khi mà mình gắn đầu vào á thì nó dài tổng thể là được 20 cm nha, dài tổng thể được là 20 cm. Rồi mã số con này là D7. À, rồi D7 con này giá 110.000 nha. Đây D7 con này giá 110.000. Tiếp theo mã số D8. D8 thì em giới thiệu cho mọi người một cây vít nữa. Cái vít này thì nó lắc đảo chiều tự động của thương hiệu là hãng đây hàng nội địa Nhật nha anh em, Japan đàng hoàng, Tokyo Nippon nha. Đây Tokyo Nippon anh em không, Japan, Tokyo Nippon Japan này này đó, đảo chiều này anh em không, là đảo chiều lắc lên lắc xuống này. Đây giữa thì nó đứng nha đó, anh em mình lắc nhẹ xuống một cái nữa thì anh em mình sẽ đảo chiều bên này đó. Cán gỗ ha, và đầu vít của mình là đầu vít dương đó. Đầu vít dương ha, đầu vít của mình thì người ta cũng có xài rồi nhưng mà anh em thấy còn dùng ngon ha. Là chi tiết đầu vít thì cái vít lát đảo chiều này á nó có tổng chiều dài của mình đo được là 21 cm nha. Cái này thì em để giá là 100.000 luôn, mã số là D8 nha. Đó. Này thì đầu vít nó đã dùng rồi nên là giá nó thấp hơn ha so với những con kia. D8 giá 100. Tiếp theo D9. D9 thì em có một cây khóa của thằng một cái cặp khóa của thằng KTC. Đó. Đây, một cây 12. Đây một cây bộ khóa nha anh em, một cái bộ khóa của KTC. Thì cây bộ này cũng có 4 chiếc và 4 chiếc này thì số nó khác nhau nha. Đây, 4 chiếc số nó khác nhau rất là thuận tiện để cho nên mình xài luôn này. Đầu tiên là một cái khóa 89 này. À, rồi 10 12 11 13, đó 8 9 10 11 12 13 6 số là ba con này ha. Rồi bên này là 17 19. Đó. 17 19 rồi, thì anh em thêm cho mọi người cái con này nữa. 12 14 nữa là đủ số luôn này anh em mình dùng này. Đó, đây 12 14 nữa. Thì cái bộ này 5 chiếc nha. Bộ này của KTC 5 chiếc. Này. À, 8, 9, 10, 12, 11, 13 à, 12, 14 và 17, 19 đó đủ số ha cho nên mình xài luôn. À, thì có con 89 là nó có bị tróc xi nhẹ thôi, còn lại những cái con kia là nước xi là còn nguyên zin hết nha. Có con 17, 19 này nó mới out luôn nè, 17, 19 này rất là mới đó. Chỉ có con 89 là cái phần nước xi trên cái phần thân nó bị đen đen tí thôi, chứ còn những con nào là đầu ngàm nữa nên mình thấy này còn rất là đẹp nha. Rang cỏ đầu ngầm là còn đẹp hết, và những cái số này thì nói chung nó không có trùng nhiều, nó chỉ trùng một con số 10 10 12 thôi mà anh em mình không. À, thì năm cái số này thì anh em mình mở được 9 đầu ốc á, à, đầu ốc 8 này, 9 này, 10 11 12 13 14 à, 17 và 19 đó ha. Mở được 9 loại ốc. À, cho một bộ khóa KTC này ha. KTC thì một cái thương hiệu nó khá là nổi tiếng rồi. Thì anh em nào thích năm cái khóa KTC này, mọi người mình chốt giúp em mã số là D9 ha. Rồi năm chiếc này em để giá 450 nha anh em. Đó, thay vì anh em mình mua lẻ đồ này nọ thì nó cao hơn và nó khó kiếm đủ bộ. Thì cái này anh em mình muốn lần 5 chiếc như thế này thì có thể mình mua thêm vài cái khóa lớn là đủ bộ của nó rồi. À, D9 ha, giá 450 cho 5 chiếc ha. Rồi tiếp theo mã số D10. D10 thì em có một cái khóa lẻ. Cái này của KTC giọng khóa miệng miệng vòng ha. À, còn khá là đẹp luôn. À, nên không? Còn khá là đẹp miệng mồm luôn. Nói chung là không có bị loe loét hết ha. À, con này là 17 ly ha, của KTC thép alloy, một đạo miệng một đầu vòng. Rồi thì anh em nào thích cây khóa 17 ly này của KTC ha, à, hàng nội địa Nhật Japan nha. Đó và thép alloy. À, con này mã số của mình là D10. À, rồi D10 con này em để giá là 100.000. À, đây, à, D10 ha, 100. Tiếp theo D11 thì có một cái khóa của top nha. Cái khóa này là cái khóa 13 ly top Japan này. Đó, Japan này ha. Của hãng top thì cũng thương hiệu khá là nổi tiếng ha. À, 13 ly. À, 13 ly cũng rất là dễ dùng nha anh em. À, số thân dụng và của top nữa. Rồi anh em nào thích cái khóa 13 ly của hàng của top này ha, mọi người chốt giúp em mã số là D11. Rồi D11 cái khóa 13 top này em để giá là 90.000 ha. D11 90.000. Tiếp theo mã số D12. Tiếp theo D12 thì em có một cây cưa của Somat nha. Khung này nó rất là đẹp luôn anh em. Anh em thấy này.
nước si đồ này nó còn nguyên vẹn này đó, thấy không, nước si đồ này nó trắng non này, không có bị chảy xét gì ha, và cán cưa của mình còn xanh lè này đó. Thì anh em nào mà thích cái hàng đẹp thì mình chốt những con này đó. Thì em Thắng sẽ bán kèm cho mọi người luôn một cái lưỡi cưa của Thụy Điển. Đây một cái lưỡi cưa của siêu đình nha, một cái lưỡi cưa của Thụy Điển siêu đình. Thì cái lưỡi cưa này là lưỡi cưa mới chưa có xài nha anh em, đó nó có dập chữ đàng hoàng trên này nè, nó hơi mờ tí anh em thấy không, này siêu đình này, made in siêu đình anh em đó, thấy không, nó hơi mờ mờ tí nhưng mà anh em vẫn thấy được nha, hàng của Thụy Điển thì rất là chất lượng rồi. Rồi thì khung cưa này hiện tại là em đang để ở mức là dùng lưỡi cưa 25, con này nó còn khá là mới nha anh em thấy không, nước sơn đồ này nó cũng mới tinh nè, thì phù hợp cho anh em mình thích cái hàng đẹp. Hàng đẹp thì giá nó cao thôi. Và em thêm cho mọi người một cái đi kèm với mọi người là một cái lưỡi của thằng Thụy Điển nữa. Đó, để đây mình xài. Đây. Sẵn sẽ gắn cái lưỡi vào ha cho mọi người luôn. Thì hiện tại là lưỡi Thụy Điển này thì em còn có vài lưỡi thôi, thì em không có bán lẻ nha anh em, để em đi bãi nhiều khi là có những cán cưa như thế này thì em sẽ bán phụ kiện kèm vào cho mọi người, chứ những cái dòng cưa hàng bãi này thì cái lưỡi nó người ta dùng rồi nó cũ, trường hợp là cái cưa mới ha. Đó rồi thì anh em mình về mình xài thôi ha. Đó, một cây cưa nó còn khá là mới nha, đó của thương hiệu Somat Japan đó, nên mình thấy cái phần cán đó, cũng như là cái phần thân chung là còn rất là đẹp, không có bị ghi xét vậy ha. Và một cái lưỡi cưa của Thụy Điển mới zin chưa có xài. Rồi thì anh em nào mình thích cây cưa đẹp này ha, mọi người mình cho giúp em mã số là D12 hả. Rồi D12 thì cái khung cưa, cái bộ cưa Somat này em để giá là 220 nha, 220.000 cho cái coi cưa Somat này ha, D12 220. Rồi D13 thì em có một cái bộ của thằng Vosan nha, một cái bộ của thằng Seo chứ hãng Seo hàng nội địa. Đây cái bộ này nó gồm có một cái túi da rất là đẹp ha, một cái túi da. Bên trong của mình á thì nó sẽ gồm có là hai cây kìm, một cái kìm pro, một cái kìm nhọn, một cái thước dài 2m của thằng KDS, một cái nhíp và một cái bộ vít ha. Đó, một cái bộ vít đây. Đó, một cái bộ vít này. Đó, thì bộ vít này nó sẽ đi kèm với mình là 4 mũi. Đó, đầu dương, hai đầu âm và một cái đầu nhọn để lấy dấu. Đó là cái bộ vít ha. Rồi tiếp theo. Đó, tiếp theo của mình là một cây thước dài. Cái thước dài này là 2m nha, mới chưa xài luôn. Nói chung là hàng nội địa Nhật hết nha anh em. Đó, 2m thì cái này anh em mình kéo ra mình thả ra thôi. Đó, một cây kìm pro mới chơi xài, một cây nhíp ha, một cây nhíp và bên này thì nó có một cái kìm nhọn nữa, thép tráng hết, nó làm bằng nó xi tráng hết nha, rất là đẹp. Đây dài 15 sen hết ha, 15-16 sen này. Đó, thay vì anh em mua lẻ thì những heo con này là 250, cái này nữa là 350, cái thước nữa là 550. Bộ vít nữa nó rất là mát tiền nha anh em. Thì cái bộ này em để cho mọi người là giá 450.000. Nguyên một bộ như thế này luôn nha. Một cái combo như thế này là 450.000, mã số là D13. Đó, anh em tham nguyên một set như thế này rất là nhiều chi tiết. Và hàng chưa xài hết luôn nha anh em, hàng chưa xài. Thì anh em mình mua một bộ như thế này thì về mình sử dụng mình trong gia đình đồ này nó cũng được. Rất là đẹp. Hàng chưa xài. 1 2 này. 3 4 năm chi tiết chính, 6 chi tiết nữa ha, 6 chi tiết chính mà 450.000 thôi, chưa được 100.000 một chi tiết nữa. Mà hàng chuẩn nội địa mới chưa xài nha anh em. Của hãng Seo nha. Đây hãng Seo nè, nô 200. Nó túi da rất là đẹp luôn. Anh em mình thấy này, đó. Nguyên bộ của nó nha, mã số là D13. Bộ này 450. Tiếp theo D14 một cái kìm cắt anh em. Cái kìm cắt kiểu dáng rất là đẹp ha, của thương hiệu hãng Sanki. Và con này là thép alloy steel. Đó anh em thấy không? Mặt kìm nó khá là đẹp. Đó, lưỡi cát rồi anh em thấy ngon lành. Đó, có một lỗ tròn tốt. Đó. Đây, cát cũng khá là đẹp ha, thép alloy steel của thương hiệu KTC, của thương hiệu hãng Sanki. Rồi tổng chiều dài cái kìm cát này là như dài 16.5 nha, 16.5, cát rất là ngọt luôn. Bấm rất là ngọt nha anh em. Rồi cái kìm này mã số của mình là D14. Rồi D14 nha, con này giá 100. Theo D15 có một cây kìm cái kẽm cộng lực của MCC. Đó, cái này thì anh em thấy cái mũi của mình là nó quát 45 độ như thế này nè, để anh em mình cắt những cây nào nó sát đất không có đụng tay. Quát như thế này ha. Đó, MCC ha, Japan này, Japan nằm trên cái vỏ này nè không? Vỏ đường đẹp ha. Đó,
một cây kìm cộng lực ha, của MCC. Cái này thì anh em mình thấy cách kiểm B40 á, kiểm nó khoảng 2-3 ly trở lại. Một cái dây điện cũng được. Rồi thì anh em nào thích cái dụng cụ của MCC này ha, một cái kìm cộng lực, mọi người chơi giúp em D15. Rồi D15 con này em để giá là 180.000 ha, D15. Tiếp theo D16. D16 của mình là một cây mỏ lết của thằng Top, chưa xài luôn mới tin. À, trông con vinh lắm lắm mà chơi dưa là do mình để bãi thôi. Của Top nè, xong xích nội địa Nhật nè, môi ngầm rồi nó mới khít rịt, không có, chưa xài luôn nha anh em. Đó anh em thấy không, chưa xài luôn, khít rịt không có loe loét gì hết ha. À, của hãng Top nha anh em, đây thương hiệu hãng Top này, xong xích nội địa này. À, size 250 nha, và tình trạng của mình nó còn mới. Rồi anh em nào thích cây mỏ lết của Top size 250 này, mọi người cho giúp em mã số là D16. Rồi D16 con này em để giá là 200.000 ha. À, D16 giá 200. Theo D17. D17 thì cây này cũng vậy, mới tinh luôn, chơi xài thiếu cái hộp thôi. Đó anh em thấy không? Mùi ngào nữa nên không? Rất là đẹp luôn. Không có loe gì luôn nha anh em. Mới tinh. Cái này thì của MCC nha, Japan. Đó, anh em nhìn thấy nước xi rất là đẹp luôn nha anh em. Dùng cho anh em mình quái những hàng siêu tầm. Đó, thay vì anh em mua hàng mới nó mát. À, con này là mới tinh luôn, hàng 7 mới tinh luôn. Đó, chưa xài. Đó. Rồi cái này thì mã số của mình là D17 nha. Đó. Cái này mới chưa xài em để giá là 170.000 ha, size 200 mm, thì dài được 20 cm và cái độ mở ngầm của mình là 25 ly. Đó. Rồi tiếp theo D18, và cũng là cái mã số cuối cùng trong cái clip hàng 7 ngày hôm nay, thì em giới thiệu cho mọi người một cái bộ dũa. Đó, bộ dũa này thì giá mới của mình là tầm khoảng là 250 bên Nhật, chưa tính phí vận chuyển về. Đó, một sen 340 này. À, thì ba cái dũa nhỏ thôi, một cái dũa bán nguyệt, một cái dũa hình chữ nhật và một cái dũa tròn, loại dũa nhỏ ha, của thương hiệu hãng Gisuke. Đó, của hãng Gisuke nha. Đó, ba cái dũa nhỏ nhỏ nhưng mà rất là chất lượng ha. Thì tổng chiều dài của mình là nó dài được là 16 cm cho mỗi cây. Đó, cho nên mình làm nguội những chi tiết nhỏ nhỏ thôi ha. Rồi anh em nào thích cái bộ dũa ba cây này ha, mọi người chơi giúp em mã số là D18 nha. Đó, cái này thì em để giá 120 cho 3 chiếc. Đó, D18 120.000. Rồi thì em Thắng xin kết thúc clip tại đây và hẹn mọi người vào clip tiếp theo.